mạch loa kéo SNST. Mạch này dùng để đóng loa kéo kéo bát 40 trở về, 46 ohm trở về các bác nhé. Dùng đóng loa kéo thì các bác không nên dùng cái loa đại bự, nam châm đại bự, côn lớn. Những cái này nó đó thì thích hợp với âm ly với cả là cục đẩy công suất thôi. Còn đối với loa kéo thì các bác dùng những cái loa mà 6 ohm hoặc 4 ohm, loa thông số nó từ côn nó vừa phải thôi, thì nó sẽ cho ra cái tiếng nó to. Vì những cái loa này nó nhạy, tiếng nó to. Cái mạch này là chạy class D các bác nhé, cho nên là rất là tiết kiệm pin, acquy. Các bác dùng acquy thì sẽ được rất là lâu. Đấy, IC class D nó nằm ở đây. Mạch này thì có một cổng ra loa này, cổng ra acquy, một cổng ra loa, một cổng ra acquy đây. Và nó có sẵn cái jack 4 dây để gắn với bo mic không dây. Các bạn lưu ý là đây là cái jack 4 dây để gắn với bo mic không dây, và chú ý là bo mic 15V. Đây là cục nguồn mà nhá. Nguồn này. Nguồn làm rời ra. Các bạn em đang ghép với loa bát 30 từ 16 côn 51. Các bác có thể dùng loa 40 trở về, nhưng là cái loại loa 6 ohm hoặc 4 ohm. Thông số nó vừa phải thôi. Thì cho ra tiếng nó sẽ to. Mạch này em đang bán với giá là 1,1 triệu. 1,1 triệu chưa có mic các bác nhá. Xin nhắc lại, đây là mạch loa kéo SLST, giá là 1,1 triệu. Tăng mua hàng xin hiện số máy 0964 867 866. Xin cảm ơn các bạn.